Hello, xin chào, tao là Mạnh nhá, shop công nghệ nghe lời 4.0 hotline 0886992345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang trước pin sạc dự phòng có mã là H18 nhé. Pin sạc dự phòng mini nhỏ nhất hiện nay. Đó thì đây là một bộ sản phẩm đầy đủ các bạn mua hàng nhé. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra, giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết. Đây là một bộ sản phẩm đầy đủ các bạn mua hàng chiếc camera ngụy trang pin sạc dự phòng H18 mini này. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc pin sạc dự phòng camera này. Mắt camera đây các bạn nhé, xung quanh sẽ có 6 led hồng ngoại hỗ trợ bạn qua ban đêm này. Đó, và chức năng của chiếc camera ngụy trang pin sạc dự phòng H18 này là có thể xem được trực tiếp ở trên điện thoại với chất lượng hình ảnh là full 4K 6 nét. Đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có, thứ nhất là sẽ gồm có một dây cắm sạc này. Thì khi mà camera hết pin bạn sẽ cắm sạc pin như sạc pin điện thoại thôi. Các bạn sẽ cắm sạc pin khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là đầy pin. Và đầy pin thì bạn dùng liên tục được khoảng tầm 10 tiếng hết pin nhé. Đó, dung lượng bên trong của mẫu này là 3400 mAh các bạn nhé. Đó, và tiếp theo thì sẽ gồm có một cái miếng băng dính để bạn có thể là che cái phần chỗ đằng sau chỗ chân cắm sạc này cho nó kín đáo hơn bạn nhé. Đây, các bạn chỉ cần bóc băng dính ra bạn gắn ra nghe được. Tiếp theo thì sẽ gồm có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình là tự soạn thảo ra. Trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nó sẽ có chi tiết rồi. Bước đầu tiên là bạn sẽ tải cho mình ứng dụng là lắp cam về điện thoại này, khởi động camera đi, kết nối wifi của camera bắt ra. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào trong ứng dụng là lắp cam này, các bạn chọn vào mục là cancel để xem này. Đó, cũng như bên này sẽ là hướng dẫn cho mọi người cách để bạn thể là kết nối xem trực tiếp từ xa như nào này. Chọn vào mục là wifi setting này, nhập mật khẩu wifi mà nơi các bạn gắn camera. Tiếp theo thì sẽ là hướng dẫn mọi người cách các bạn có thể là kết nối xem trực tiếp từ xa như là cũng như là xem lại video nha. Thì các bạn chỉ cần làm theo từng bước trong này là có thể sử dụng ok. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang pin sạc dự phòng mini H18 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Mà các bạn đăng ký kênh Vinh Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh Vinh Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải app vào điện thoại rồi kết nối với camera rồi dùng thôi. Sử dụng của cái mẫu sạc dự phòng H18 này cũng giống như cái sạc dự phòng H8 cũng như H12 thôi. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số bước chức năng ở trên chiếc camera ngụy trang sạc dự phòng H18. Và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết. Và mình cất hết phụ kiện đi này. Đó, đây là phần mắt camera của nhá. Xung quanh sẽ mắt camera sẽ có 6 led hồng ngoại hỗ trợ bạn quay ban đêm. Và hồng ngoại này là ngoại đen nhá. Đó, hồng ngoại đen này. Đó, và đây sẽ là cái chỗ được bạn báo phần trăm pin của cái camera có bao nhiêu sẽ ở đây. Và đây sẽ là cái chỗ được bạn gắn thẻ nhớ này. Đây sẽ là chân cắm sạc đầu ra USB này. Đây sẽ là chân cắm sạc đầu vào, chân Type-C. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 32GB thì mình sẽ gắn vào. Đó, gắn vào như này. Đó, sau đó tiếp theo thì các bạn muốn xem cái phần trăm pin của cái mẫu cái sạc dự phòng là có bao nhiêu thì bạn sẽ ấn vào. Đó, như này nó sẽ hiện là 41% pin bạn nhé. Đó, thì tiếp theo thì bây các bạn muốn quay camera thì bật nguồn camera lên thì bạn sẽ dí lại một nút nguồn đây. Và cái đèn đỏ chỗ này nó sáng lên. Đó, như này là thiết bị đã bật nguồn lên rồi. Và tiếp theo thì để sử dụng chiếc camera ngụy trang chiếc pin sạc dự phòng H18 này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại nhé, là ứng dụng lắp cam này. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cửa là App Store để tải. Các bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì bạn sẽ vào cửa là Shopee để tải nhé. Thì ở đây mình đã tải sẵn ứng dụng là lắp cam về điện thoại rồi. Tiếp theo thì các bạn để chọn vào mục là cài đặt của điện thoại này. Đó, sau đó bạn chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera ngụy trang pin sạc dự phòng H18 này sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi là có chữ F hoặc là chữ G đằng trước, một vài số và một vài chữ là không có mật khẩu nhé. Thì các bạn sẽ kết nối vào. Đó, các bạn đợi một chút, bao giờ kết nối xong thì nó sẽ dùng tích ở cho mình nhé. Đó, đây, khi kết nối xong rồi thì bạn sẽ thoát ra ngoài. Và tiếp theo thì các bạn sẽ vào trong ứng dụng là lắp cam các bạn vừa tải về. Đó, vào lắp cam này. Sau đó sẽ ứng dụng sẽ hỏi bạn một bên là cancel và một bên là ok, thì bạn chọn cancel thôi nhé. Đó, và khi mà các bạn chọn cancel xong thì trên màn sẽ hiện chữ là đi vào online màu xanh như này. Thì và khi mà các bạn muốn xem thì các bạn sẽ kích vào chữ online màu xanh này, sau đó bạn sẽ chọn vào mục là cancel để xem nhé. Nào, mình sẽ quay cam đằng trước các bạn xem. Đây. Đó, chất lượng hình ảnh của chiếc camera ngụy trang pin sạc dự phòng H18 rất ok. Đó, màu sắc cũng như hình ảnh rất ok nhé.
soi chữ này. Đó. Công nghệ ngay này 4.0, điện thoại Zalo 0886993345. Nó tiếp theo thì bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì các bạn hãy chọn mảnh cái loa này. Alo lô. Alo lô. À, do camera pin sạc dự phòng và điện thoại của mình đang ở gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh và sẽ phát ra cái tiếng là bạo âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã ở xa kết nối xem trực tiếp từ xa rồi thì cái tiếng bạo âm như vậy nó sẽ mất đi nhé. Nhỏ bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn hãy chọn vào máy chụp ảnh đây. Sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đấy. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video này các bạn hãy chọn vào bên cạnh của máy chụp ảnh đây. Sẽ là chế độ lưu lại video 2 giây, 3 giây, 4 giây. Đó, các bạn muốn lưu lại đoạn video này thì bạn chỉ cần kích vào nó thôi là sẽ tự động lưu lại video vào trong ứng dụng là nóc cam. Tiếp theo thì hai anh tam giác này sẽ là giúp bạn là đảo chiều nhảy sang trái sang phải này, cũng như là đảo chiều lên trên xuống dưới này. Đó, khi cam các bạn quay ở một nơi mà nó bị ngược chiều nhảy thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều, còn khi mà nhảy bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn sẽ không cần dùng tới nhé. Đó. Tiếp theo thì chế độ mặt trời đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của nhảy nhé. Các bạn có thể là cho chế độ ánh sáng của nhảy nó cao lên này, cũng như bạn có thể là giảm ánh sáng đi cho thấp đi. Nói chung là cũng tùy thuộc vào chỗ mà các bạn quay camera. Nếu mà thiếu ánh sáng thì các bạn sẽ cho chế độ ánh sáng nó cao lên, còn nếu mà thừa ánh sáng rồi thì các bạn sẽ giảm chế độ ánh sáng đi là được. Tiếp theo thì chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của nhảy nhá. Các bạn có thể là cho màu của nhảy nó đậm lên này, cũng như bạn có thể là giảm màu nhảy đi, cho màu nhảy nó nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng nha. Này. Tiếp theo thì chế độ mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm nhé. Thì khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ ban đêm này lên thì ảnh sẽ trở về đen trắng. Và phạm vi mà các bạn quay được ban đêm là được khoảng 10 mét ban đêm nhé. Đó, được rất là xa. Và khi mà các bạn quay ban đêm thì mắt cam nó sẽ không bắt ánh sáng nhất nhé. Hồng ngoại sẽ ngoại đen. Nên là khi mà các bạn quay ban đêm thì cứ yên tâm nhé, không bao giờ bị phát hiện. Đó, các bạn muốn tắt chế độ ban đêm đi thì bạn chỉ cần kích vào đó thôi. Là tự động ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. Đó, tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn có thể là chọn cái độ phân giải của nhảy ở đây. Thì độ phân giải của nhảy tối đa sẽ là 4K nhé. Đó, thì khi mà bạn chọn độ phân giải 4K thì chất lượng nhảy rất ok. Đó, cam di chuyển từ đâu là nhảy chuyển từ đó này. Đó. Thì giờ mình đã kết nối với wifi của camera để test cho mọi người chất lượng nhảy thực tế của chiếc cam ngụy trang chiếc pin sạc dự phòng có mã là H18. Tiếp theo thì mình sẽ vào một cái đặc trưng ở trong ứng dụng là nóc cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái đặc cơ bản ở trong ứng dụng này. Các bạn chọn cái đặt này, đó, các bạn chọn vào mục này device setting. Thì mục modify device password này sẽ là giúp bạn có thể là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập vào mục là open password ở đây. Sẽ là 123456 đây. Đó, lưu password đây thì bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Đó, sau đó confirm là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới đó. Rồi bạn kích ok là sẽ đổi được mật khẩu của cam nhé. SD card setting này sẽ là mục trước bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong giải nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là auto record này, sẽ là một cái hình 24x24. Là chỉ cần chiếc cam ngụy trang pin sạc dự phòng H18 này các bạn bật nguồn lên thôi là cam sẽ tự động hình vào trong giải nhớ cho các bạn. Alarm record sẽ là một cái hình khi có chuyển động. Là chỉ cần có người di chuyển có mắt cam thì cam nó sẽ tự động hình vào. Video duration đây sẽ là mục để các bạn có thể chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn khi mà các bạn ghi hình vào nhé. Đó, ví dụ khi mà mình chọn là 10 phút đi. Đó, thì mà các bạn quay tầm 1 tiếng thì cam sẽ lưu cho các bạn thành 6 file 10 phút. Đó, nó sẽ chia nhỏ ra thành 6 từng file 10 phút một nha. Total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của cam này. Thì bây giờ mình đã gắn một chiếc thẻ nhớ là 32GB vào bên trong. Thì ở đây nó sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ là 29806MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam. Khi mà các bạn lưu video vào còn thừa bao nhiêu thì sẽ bên dưới đây. Format đây sẽ là giúp bạn có thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Thì các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn một OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì bạn chọn một cancel mình nha. Tiếp theo sẽ là một wifi setting này. Thì trong wifi setting này thì cái camera ngụy trang chiếc pin sạc dự phòng H18 này sẽ tìm ra cho các bạn những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc camera ngụy trang pin sạc dự phòng này ở đâu thì cam sẽ tìm ra wifi xung quanh của nó. Tiếp theo thì các bạn chỉ cần nhập cái mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu vào thôi. Đó, rồi bạn kích OK là điện thoại của các bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết. Thì bây giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang chiếc pin sạc dự phòng có mã là H18. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn.
Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.